Chào mừng anh em đến với kênh YouTube trên Lục Cu. Sáng nay em làm cái clip này để giới thiệu quảng bá cái Lục Cu cô gái Cánh Linh Bình Thuận ha. Anh em mua hàng xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0947252874, Zalo 0947252874. Cái Zalo 0947252874 hiện tại bạn đầy, không thể kết bạn gọi video trực tiếp được đâu nha anh em, vào cứ tham khảo thoải mái. Nhưng mà anh em muốn kết bạn gọi video trực tiếp để tham khảo Lục Cu cô gái bên em thì vui lòng liên hệ cái Zalo 0165843705 để kết bạn gọi video trực tiếp tiện tham khảo nha anh em. Sẵn cái clip này thì em cũng giới thiệu về giá cả và chất liệu của từng loại lục cho anh em vừa xem vừa nghe nhạc vừa tiện tham khảo ha. Lục thép mạ đồng trụ inox móc sắt 700.000 bao ship. Lục thép mạ đồng trụ móc ti đồng 900.000 bao ship. Lục thép đen hoặc inox trụ móc ti đồng 1 triệu bao ship. Lục thép lưỡng kim trụ móc ti đồng 1.2 triệu bao ship. Lục thép lưỡng kim trụ móc ti đồng xanh cánh bướm 1.3 triệu bao ship. Hồi nãy giờ em đọc tất cả các loại lục trên thì cầu tử từ 30 cho tới 45 cm, đồng giá tùy chọn nha anh em. Em lấy ví dụ như giờ là lục thép lưỡng kim 1.2 triệu bao ship đó, thì cầu tử từ 30 cho tới 45 cm, đồng giá tùy chọn 1.2 triệu bao ship. Còn mấy cái loại lục khác cũng y vậy nha anh em. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm rất nhiều mẫu lục như là lục hai mặt, lục đa năng, lục gáo. Trước hết em nói cái lục hai mặt. Lục hai mặt trụ inox móc sắt, chất liệu thép lưỡng kim, dành để đánh cô gái nha anh em, 1.000.000 bao ship. Lục hai mặt trụ móc ti đồng, chất liệu thép lưỡng kim, 1.2 triệu bao ship. Lục hai mặt chất liệu thép lưỡng kim trụ móc ti đồng hai sánh xếp cánh bướm 1.3 triệu bao ship. Còn tiếp theo là cái lục đa năng, thì cái lục này thì anh em tốt nhất cứ vào link kết bạn Zalo 0165843705 để em gửi hình clip cụ thể hơn về cái lục đa năng này, thì theo em nghĩ là nó mới trên thị trường. Lục đa năng tức là lục hai cầu tử, một cầu tử lục gáo 60 cm, cầu tử lục cây từ 30 tới 45 cm, đồng giá tùy chọn 1.500.000 bao ship. Và lục bên em còn cung cấp thêm lục gáo và lòng gáo. Lục gáo 550.000 bao ship. Và lục gáo 800.000 bao ship. Hai cái loại lục gáo này thì anh em cứ tham khảo trên hình trên clip hoặc là vào kết bạn Zalo, em gửi hình cụ thể ha. Sau cùng thì em cũng rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em cô thủ, quan tâm của anh chị em cộng đồng YouTube để cho kênh càng ngày càng phát triển. Cảm ơn anh chị em đã xem clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube buổi sáng an lành, hạnh phúc, thành công tốt đẹp ha. Em cũng xin nhắc lại là số điện thoại cố định của em 0947252874, Zalo 0947252874, và có một cái Zalo dự phòng để gọi video tại Zalo cũ của em, nó đầy bạn rồi. Zalo dự phòng 0165843705. Rất vui khi được kết bạn giao lưu với anh em cô thủ, anh chị em trên cộng đồng YouTube qua Zalo 0165843705. Cảm ơn anh chị em đã xem clip, đăng ký ủng hộ kênh.
mừng anh em đến với kênh YouTube chuyên lục cu. Sáng nay em làm cái clip này để giới thiệu quảng bá cái lục cu gái Tánh Linh Bình Thuận ha. Anh em mua hàng xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0947252874 và Zalo 0947252874. Cái Zalo 0947252874 hiện tại bạn đây không thể kết bạn gọi video trực tiếp được đâu nha anh em, vào cứ tham khảo thoải mái. Nhưng mà anh em muốn kết bạn gọi video trực tiếp để tham khảo lục cu gái bên em thì vui lòng liên hệ cái Zalo 0165843705 để kết bạn gọi video trực tiếp tiện tham khảo nha anh em. Sẵn cái clip này thì em cũng giới thiệu về giá cả và chất liệu của từng loại lục cho anh em vừa xem vừa nghe nhạc và tiện tham khảo ha. Lục thép mạ đồng trụ inox móc sắt 700.000 bao ship. Lục thép mạ đồng trụ móc ti đồng 900.000 bao ship. Lục thép đen hoặc inox trụ móc ti đồng 1 triệu bao ship. Lục thép lưỡng kim trụ móc ti đồng 1.2 triệu bao ship. Lục thép lưỡng kim trụ móc ti đồng xanh cánh bướm 1.3 triệu bao ship. Hồi nãy giờ em đọc tất cả các loại lục trên thì cầu tử từ 30 cho tới 45 cm, đồng giá tùy chọn nha anh em. Em lấy ví dụ như là lục thép lưỡng kim 1.2 triệu bao ship đó, thì cầu tử từ 30 cho tới 45 cm, đồng giá tùy chọn 1.2 triệu bao ship. Còn mấy cái loại lục khác cũng y vậy nha anh em. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm rất nhiều mẫu lục như là lục hai mặt, lục đa năng, lục gáo. Trước hết em nói cái lục hai mặt trụ inox móc sắt, chất liệu thép lưỡng kim, dành để đánh cô gái nha anh em, 1.000.000 bao ship. Lục hai mặt trụ móc ti đồng, chất liệu thép lưỡng kim, 1.2 triệu bao ship. Lục hai mặt chất liệu thép lưỡng kim trụ móc ti đồng hai sen xếp cánh bướm 1.3 triệu bao ship. Còn tiếp theo là cái lục đa năng, thì cái lục này thì anh em tốt nhất cứ vào liên kết bạn Zalo 0165843705 để em gửi hình clip cụ thể hơn về cái lục đa năng này, thì theo em nghĩ là nó mới trên thị trường. Lục đa năng tức là lục hai cầu tử, một cầu tử lục gáo 60 cm, cầu tử lục cây từ 30 tới 45 cm, đồng giá tùy chọn 1.500.000 bao ship. Và lục bên em còn cung cấp thêm lục gáo và lòng gáo. Lục gáo